Bình minh đầu tiên của ngày đầu tiên trong rừng sâu các bạn ạ. Nay thì hai anh em mình cũng dậy từ khá là sớm. Ở đây thì là một cái thung lũng rất là rộng. Đấy, và nó như là một cái đồng cỏ luôn, nhìn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Xung quanh là những cái dãy núi khá là cao và rất là xa. Cái thung lũng này cũng rất rộng. Hai anh em mình đang đi bộ vượt qua cái thung lũng này để đi lên cái ngọn núi phía xa kia các bạn ạ. Chắc là nhìn địa hình rất là đẹp rồi. Chắc là sẽ có nhiều loại mới lạ để giới thiệu đến mọi người đấy. Hãy theo dõi những cái gặp gỡ tiếp theo của mình các bạn nhé. Thật sự là một khung cảnh rất là yên bình các bạn ạ. Ở đây không có dấu chân người. Đấy, cái khu vực này là những cái cánh đồng cỏ rộng mênh mông và có xen lẫn những cái bãi hoa tu hú này các bạn này. Đến mùa hè thì cái loài hoa tu hú này sẽ có rất nhiều quả này, ăn rất ngon này. Lúc nhỏ mình cũng thường đi chăn trâu chăn bò, mình cũng thường xuyên là ăn cái loại quả này các bạn ạ. Hoa của tu hú có màu trắng. Quả của nó đây các bạn. Ở miền xuôi các bạn thì chắc là không có cái loài này đâu. Miền núi mình thì khá là phổ biến, nó thường mọc ở dọc đường, bờ bụi. Rất là nhiều núi đẹp. Hôm nay mình sẽ lên cái ngọn kia các bạn nhá. Cái ngọn kia mình cảm giác nó có cái độ cao tốt nhất ở cái khu vực này. Là mình sẽ được đi nhiều hơn và đối với dòng lan hay là các loài thực vật khác thì nó sẽ phân bố theo độ cao. Thì càng cao thì sẽ càng đa dạng. Nó gần vậy thôi chứ cũng phải đi rất là xa. Mãi vẫn chưa thấy đến cái chân núi các bạn ạ. Có rất nhiều những cái lối mòn đi dọc ở dưới đường này, dưới bãi bằng này. Còn trên núi thì không biết là nó có dễ đi hay không. Cây gỗ to thì rất là nhiều các bạn ạ. Toàn những cây gỗ to thôi. Vào trong này thì không nhìn thấy trời ở đâu rồi. Chắc là tới đoạn trước mặt này là mình sẽ phải rẽ lên trên núi thôi. Cái núi nó ở phía bên tay trái của mình. Hai anh em mình đi vào đến chân núi rồi các bạn ạ. Đi trên những cái thân cây như thế này này. Rất nhiều những cái cây to mà bị ngã đổ ở đây. Địa hình có vẻ là thoáng hơn là những cái ngọn núi ở gần mà mình thường xuyên đi. Ở trên thân cây này các bạn này, mình thấy có một cái cây lan hồ điệp kim vinh thì phải, hồ điệp gì đấy. Có cái bộ rễ bẹt này, hồ điệp hoa trắng này các bạn này. Đang có nụ. Ồ, rễ của nó rất là dài. Cây này cái bộ rễ của nó nhìn như là lan căn diệp đấy các bạn ạ. Rễ của nó rất là nhiều nhưng cái lá thì rất là ít. Hầu như là không có lá hoặc chỉ có một hai lá rất nhỏ thôi. Rất là nhiều những cái dây leo chằng chịt này. Rất nhiều những cái hàng núi các bạn ạ. Và có những cái loại lan thuộc cái dòng thanh đạm hay lan lọng cái gì đấy mình cũng không nhớ nữa. Mình đã từng làm video về hoa của nó rồi, tuy nhiên là vẫn chưa tìm hiểu được rõ cái loài gì. Những cái thân cây to đổ ngổn ngang cả. Đúng là rừng già nó khác các bạn ạ. Cảm giác nó mát mẻ hẳn đi. Ở đây có một số cây lan len nó rơi và nó bám ở bên dưới những cái chũng đá này các bạn này. Lan len thì ở núi khu vực mình thì cũng vẫn hay có thôi. Cái địa hình núi ở đây thì nói chung là nó rất là thoáng, quá là đẹp luôn. Nó không rậm rạp và không có nhiều những cái cây bụi như những cái ngọn núi ở gần khu vực mình. Ở đây mình thấy một ngọn là lan hoàng thảo phi điệp vàng các bạn ơi. Xanh mướt luôn, đang ra một cái mầm rất là dài này. Loại này thì nó rất là mềm các bạn nhé. Lá của nó rất là mềm. Đấy, mình gập như thế này nó không gãy. Không ngay như phi điệp tím là lá dày, gập một cái là gãy luôn. Có mỗi một ngọn mọc ở cái gốc cây này. Vách đá thôi, bám vào một chút vào rễ cây. Phi điệp vàng thì rừng ở chỗ mình cũng ít khi gặp lắm. Đi xa vào cái khu rừng sâu này thì chắc là cái loại này sẽ có. Ở bên một cái khe đá, ở đây thì mình gặp hai loại lan hài liền các bạn ạ. Công nhận trong rừng sâu này, những cái chủng loại lan nó lại phong phú hơn. Đây chính là cây lan hài vệ nữ này. Có một cây thôi, bám ở trên vách đá. Chỗ này là rất là ẩm mát. Còn có những cái loại lan lọng ở phía xa kia nữa. Và ngoài ra thì ở đây mình gặp loài lan hài hương.
Hải Hương Duyên mà trong những cái chuyến đi rừng của mình thì chưa gặp bao giờ. Đấy, phải vào rừng sâu này thì mới có duyên được gặp cái loài lan hải này. Thì cây này nó đã nở hoa từ năm ngoái rồi, còn cái mầm năm nay đây các bạn này, nó mới đang lên thôi. Quá trình phát triển của nó rất là chậm. Cái bộ lá của nó khá là dày và to các bạn ạ. Hải Hương với Hải Hằng là hai cái loại lan hải rất là giống nhau nhé. Rất là khó phân biệt nếu mà gặp ngoài tự nhiên. Mình chỉ xác định là qua cái sự khoanh vùng về sự phân bố của nó thôi các bạn ạ. Chẳng hạn như cái dòng Hải Hương thì nó sẽ phân bố nhiều hơn ở các tỉnh Bắc Cạn, Lạng Sơn. Còn cái Hải Hằng ấy thì nó lại hay ở trên Tuyên Quang là chính. Đấy, như cái cây này là mình lấy ở cái khu vực rừng này là chắc là chỉ có Hải Hương thôi. Mình gặp ở đây là chính là Hải Hương. Còn nếu mà ở trên Tuyên Quang mà gặp ấy thì chắc là nó lại là Hải Hằng rồi. Còn mà để nói để phân biệt về hai cái loại lan này thì nó khá là phức tạp. Sau khi mà đi lên cái phần cao hơn của cái ngọn núi này, khu vực này thì cũng tương đối là gần đỉnh rồi. Thì ở đây mình thấy nhiều hơn cái loại Hải Hương này các bạn ạ. Cái cây này là một cái cây Hải Hương mà đang có mèo này, đang có cái mèo. Cái loài này thì nó sẽ ươm cái nụ, cái phát triển rất là chậm luôn. Nó lên nụ từ cuối mùa thu và phải đến đầu hè nó mới nở hoa các bạn ạ. Chắc cả khoảng 2 tháng nữa, rất là lâu. Tuy nhiên là nó ngược lại thì cái thời gian hoa nó nở ấy thì cũng rất là bền. Nó cũng nở được khoảng tháng rưỡi thì nó mới tàn. Đây các bạn này, một gốc này. Cây này thì đang có một cái con thôi, phát triển rất là chậm. Cây mẹ thì hoa năm ngoái, còn cái cây con thì bây giờ mới như thế này. Thì chắc phải khoảng 2 năm nữa thì nó mới tiếp tục nở hoa. Rất là nhiều những loại lan khác, lọng ruồi muỗi. Các bạn có thấy khó mài đẹp không? Mọc ở trên vách đá, quá đẹp luôn. Có 3 cây, một khóm có 3 cây. Bộ lá của nó rất to này các bạn này. Lá của nó thì dài, còn thường thì Hải Hằng thì lá nó sẽ ngắn hơn. Và cái mép lá thì nó lượn sóng đều hơn. Còn cái loại này thì nó hay thuôn lá và mọc ở trên vách đá thì nó hay thòng hai cái lá xuống ở hai bên các bạn ạ. Còn Hải Hằng thì nó sẽ cân đối, lá nó sẽ phát triển rất là cân đối. Nói chung là cái loài này thì nó cũng không có quá nhiều. Thấy có vài cây như vậy. Ngoài ra mình còn thấy có cái loài lan mà không biết là đã được nghiên cứu và định danh chưa. Đây là một cái dòng lan, một cái cây lan mà nó thuộc cái dòng lan kim tuyến ấy các bạn ạ. Lan gấm ấy. Thì hoa nó cũng rất là giống nhau, tuy nhiên là kích thước của nó thì cực nhỏ. Đây, cái chùm hoa của nó nhỏ tí xíu đấy các bạn này. Cực nhỏ luôn. Khá là đẹp. Cái cây của nó này, kích thước lá của nó chỉ bằng cỡ khoảng cái đầu đũa thôi mọi người ạ. Nó cũng thuộc cái dòng lan gấm kim tuyến đấy, nhưng mà cũng không rõ là gọi là lan gì được. Mình cũng không có tìm hiểu sâu được về cái vấn đề này. Sẽ tiếp tục leo lên trên cao hơn các bạn nhé. Trên này là cái đỉnh núi rồi các bạn ạ. Ở đây cũng rất là thoáng. Nói chung là hôm nay mình rất là may mắn đi chung cái ngọn núi mà nó không rậm rạp nhiều. Địa hình nó rất là đẹp. Ở đây thì mình lại gặp thêm một cái loại lan hải nữa các bạn ạ. Khá là đa dạng. Đây chính là một cái bụi lan hải, có lẽ là hải mốc hồng. Cái lan hải mốc hồng với hải mốc vàng thì nói chung là rất khó mà phân biệt được nó ở ngoài tự nhiên khi mà không thấy có hoa. Tại vì nhìn nó rất là giống nhau luôn. Mình nghĩ là cái loài này là hải mốc hồng đấy các bạn. Tại vì là bây giờ không thấy có hoa hòe gì. Nói chung là cái dòng này nó cũng lâu hoa lắm. Cây này phải thật to thật khỏe thì mới có hoa. Đây là một cây trưởng thành của nó này, nhưng mà chả thấy có mèo ở đâu cả. Hải mốc hồng thì bây giờ cũng đang là mùa hoa rồi, đang nụ và cũng có những cây đã nở rồi. Một khóm có mấy cây ở đây. Kích thước lá nó nhỏ thôi các bạn nhé. Dòng hải mốc hồng thì lá nó nhỏ thôi, nó chỉ to chừng hơn ngón tay thôi. Một cụm mọc thành từng cụm đi.
rất là đẹp. Tiếc là bây giờ nắng chiều nó cũng tạt đến đây rồi. Mình sẽ đi vòng tiếp sang bên này nữa, nếu mà có gì lại tiếp tục quay cho mọi người xem thêm. Các bạn có nhận ra đây là loài hoa gì không ạ? Một cái ngồng hoa rất là dài. Đây chính là lan hải rác ở ngoài tự nhiên các bạn nhé. Một cái ngồng hoa của nó dài đến khoảng 40 cm cơ. Đây chính là những cây lan hải rác mọc ở cái khu vực gần đỉnh núi mà nó đang có một cái nụ hoa sắp nở này các bạn này. Rất là đẹp luôn. Nếu mà chậm thêm khoảng một tuần nữa thì đúng là đang được ngắm hoa, hoa lan nở rồi. Còn cái này nó chỉ hé nụ thôi các bạn ạ. Cái nụ nó mới hé thôi. Chắc phải khoảng 2-3 hôm, 2 hôm nữa nó mới căng. Ở trên cái bậc đá này có một vài cây đấy, không phải có một cây đâu mọi người. Bộ lá rất là to. Hôm nay mình đi là gặp khá là nhiều lan hải các bạn ạ. Không phải là nhiều mà là không phải nhiều hài mà là nhiều loại hài. Đấy, mỗi loại thì gặp có mấy khóm nhưng mà nói chung là nó đa dạng. Núi ở trong này có nhiều loại phong phú hơn so với cái khu vực mà mình thường đi. Những cái bộ lá nhăn nheo, thô. Đó là lý do vì sao người ta gọi là hải ráp. Tại vì cái bộ lá của nó cầm vào nó rất là thô các bạn. Nó thô và nó có cả lông, cả rìa lá nữa. Nhiều cây như vậy nhưng chỉ 5-6 cây gì đấy, nhưng mà chỉ có mỗi một cây có cái nụ hoa như vậy thôi. Nó cũng đòi hỏi một cái cây lan, nó cũng phải đòi hỏi cái sự khỏe mạnh, phát triển đến một cái mức độ nào đấy thật khỏe, để đủ chất dinh dưỡng thì nó mới có thể kích thích ra được hoa. Bây giờ mình sẽ theo cái khe đá này đi trượt dần xuống dưới thấp các bạn nhé. Sau khi đi loanh quanh khắp cái quả núi này thì mình hơi bị mất phương hướng các bạn ạ. Cho nên là bây giờ mình phải đeo lên trên thân một cái cây gỗ to. Trời cũng chiều rồi. Mình đeo lên đây để quan sát và tìm cái phương hướng để quay lại cái trại của mình các bạn ạ. Trại của mình thì chắc là phải nằm tít xa ở ngoài kia rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cái thung lũng bên dưới này. Chắc là sẽ có cái đường mòn để đi ra ngoài. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Hôm nay mình dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.